Hello và xin chào tất cả mọi người đến với kênh YouTube của mình. Rất là vui gặp mọi người trong video này. Và mọi người có thể thấy hiện tại bây giờ mình đang có 4 người bên ở đây và thêm một cái loại công nghệ đó chính là nung chảy nữa. Ở trong trận đấu này thì mình sẽ làm cho anh em xem về một trận đấu liên quan tới game đó chính là ngoài binh mọi người nhá. Và hy vọng khởi đầu một loại kim cương thì trận đấu này sẽ có x3 loại kim cương cho một game. Ui, ông mày cái gì đây? Khuyến mãi kinh nghiệm à? Ngon vậy. Một cái loại rất là hot và xịn sò. Cái lõi kim cương nung chảy mọi người nhá. Nếu mà có thêm một cái kiểu là vừa nung chảy mà làm thêm có 3 dây khổng lồ nữa thì chắc chắn là một cái trận đấu mà cái đội hình của mình sẽ gọi là gặp đấu sĩ sẽ cực kỳ đỉnh cao luôn. Và nếu có cơ hội thì mình sẽ set up một cái buổi đấu như kiểu là cho một ông chơi tam ken 3 sao nuốt tầm khoảng tầm 200k máu và gặp một ông cầm 3 cái dây khổng lồ thì để xem trận đấu đó sẽ như thế nào. Điều rằng con tam ken đó có một gọi là bị một bắn one shot hay không. Ở cái round đấy chính là 3.3 mà có thêm quả cái lõi công nghệ đó chính là 3.3 mà cho thêm quả có công nghệ gì nhờ. Nếu như mà là một cái cửa huy hiệu ngoại binh thì đúng là tuyệt phẩm luôn mọi người. Nếu mà 3.3 huy hiệu ngoại binh thì mình sẽ có combo 7 cái binh trong game này luôn. Ông này chơi gì đây? Áp cả. Thực ra thì ở mùa CBBE chơi chỗ thua hơi khó bởi vì anh em thường sẽ AFK đấy mọi người. Đó, thường sẽ AFK nên là khá là khó để có thể có một trận đấu chuỗi thua về ngoại binh tuyệt phẩm được. Sẽ rất khó. Bởi vì bên server BBE thì anh em đa phần là chơi thử của lối chơi đó chính là lõi công nghệ mà kiểu không đẹp phát là out luôn. Còn là lõi công nghệ mà đẹp thì lại chơi đó kiểu thế. Nó khá là dễ hiểu thôi. Bởi vì server BBE thì nó chỉ cho phép chúng ta đánh thường thôi chứ không thể nào đánh xếp hạng hay rank được. Nhưng mà anh em nào đã từng chơi BCBB sẽ hiểu được rằng cái độ nóng ở BCBB kinh khủng thế nào. BCBB thì nó không phải như bình thường bởi vì sao, nó sẽ có những toàn cao thủ võ lâm vô để quẩy thôi. Rất là bá đạo mọi người nhá. Thì đây, khu đồ hiệu à? Khu đồ hiệu độc hành thành vũ trụ. Ba loại công nghệ này thì mình sẽ lựa chọn một loại công nghệ nào đó hợp lý cho bản thân mình. Thì mình sẽ lựa chọn khu đồ hiệu. Collide.
mọi người xem video ủng hộ cho mình một đăng ký kênh và một like video mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và có ý tưởng gì hãy comment ở dưới, mình sẽ hoàn thiện ý tưởng đó cho anh em xem. Ok, mình chọn con đồ hiệu luôn. Được thêm tận 8 vàng nữa, khá là ngon. Và với khu đồ hiệu này thì mọi người biết rồi, là nó sẽ có thể giúp cho mình, ví dụ mình có level 8 ấy, mình có thể run kiếm một vị tướng 5 vàng 3 sao luôn. Ui, ban Kathleen nó bắn mọi người kìa, ảo thế nhờ. Nhìn đã ha, kìa ban Kathleen giương súng nó bắn nó mặt mình đau vãi đồ luôn. Bây giờ thì đứng đó thì đây, găng một lăng này. Chọn tướng gì cho ta? Găng này hay là gậy có khổ hay là nước mắt đây? Vi à? Vi cầm gậy có khổ à? Thôi thì mình sẽ lựa chọn con cái găng này mọi người. Combo mình hay chơi là combo full chí mạng mà, nên mình sẽ lựa chọn full chí mạng để chơi trong game này thôi. Mình vẫn lựa chọn chỗ thua ở bên như này mọi người nhé, vẫn để im thôi. Thua được thì thua, không được thua được thì thôi vậy. Máu bây giờ thì lượng máu chung là cũng ở mức bình thường thôi, thua tiếp mọi người ạ. Thua khi nào được quán eco thôi, có khu hiệu mọi người nên là mình sẽ thoải mái tự tin thôi. Level 7 là mình sẽ có thể run kiếm năm từ 5 vàng rồi, và nếu như run là một con tam ken thì cũng tuyệt phẩm luôn. Thì đây, có Neko không? Hai cung gỗ luôn à? Trang bị có vẻ không hợp lý rồi, hai cung gỗ, hai giáp lưới à? Chẳng lẽ game nó quyết định cho mình đó chính là làm có 3 quyền năng chăng? 3 quyền năng trong một trận đấu à? Kai'Sa được Raven này, mình sẽ bắt đầu sẽ run một chút Braum à. Lắp cái lốc mẹ, bởi vì mình thấy nhiều anh em cũng có những tướng carry khá là mạnh ấy, thì mình sẽ dùng cái lốc để có thể ngăn chặn nó, ngăn chặn những tướng carry đó.
Galio. May sao có lõi công nghệ đó chính là kiểu nút chảy ấy, nên là bắn với ông đồ sĩ này cũng khá là gắt. Nhưng mà ông này cũng hơi khỏe mọi người, không sao. Mình vẫn chưa comeback đâu, từ từ đã. Mình muốn giành vàng mọi người, úp level 8 này cũng run cho nó sướng được. Nhưng mà nếu mà vã quá, thua quá thì chắc phải run level 7 thôi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu run level 7. Run level 7 thì có vẻ hơi căng. Còn nếu như úp được level 9 thì mình sẽ có thể run level 10. Và nếu như cái lõi công nghệ cuối cùng xuất hiện là một lõi chroma kinh nghiệm với mọi người thì mình sẽ có một tỷ lệ run, đó chính là ở level 11. Và ở level 11 thì mình chưa có một trận đấu nào có thể trải nghiệm cảm giác đó cả. Chưa có một trận nào luôn. Mặc dù mình chơi rất là nhiều ở cái mùa này rồi nhưng mà chưa có. Chưa có hội để trải nghiệm mọi người ạ. Rồi ok, lớp Zik rồi. Zik vệ sĩ mọi người ơi, khá là gắt. Nếu mà thua round này nữa thì chắc là mình sẽ phải sử dụng biện pháp mạnh, đó chính là Ron thôi. À, thua luôn, 29 máu mọi người. Giờ này mình hay thấy anh em chơi đồ chơi đó chính kiểu là Zik vệ sĩ quá. V này. Úp level 8 luôn mọi người nhá, rồi Ron, mình sẽ kiếm được 5 vàng, Suko à. Suko là mình rất ít khi chơi, trừ khi lên 3 sao thôi. ZX này, cho bộ luôn, bộ lên xạ rồi. Tam Ken luôn à, 5 ngoại binh à, ok. Có là chơi thôi, tới là dứt mọi người ạ, không quan trọng. Tới là chơi thôi mọi người ạ, tới là chiến thôi, không quan trọng nha. Ngoại binh mà. Không chơi ngoại binh đời không nể mọi người ạ. Jerry à? Nhưng mà chắc mình sẽ dừng ở level 8 thôi. Bởi vì mình không đủ cơ hội để up level 9 rồi mọi người ạ. Nuốt luôn đi. Mình sẽ nuốt Tam Ken để thành một vị tướng thủ khỏe mọi người ạ. Kha'Zix, Lucian. Thì tự nhiên mọi người ơi, đợt trước thì mình xem trên những cái diễn đàn thông tin thì thấy bảo ngày là ngày 11 tháng 5 thì sẽ xuất hiện mùa 7. Nhưng mà hôm nay mình xem lại thì nó lại bảo là tầm 24 tháng 5 mọi người ạ. 24 tháng 5 mới xuất hiện mùa 7, nó khá là khó hiểu. Thôi thì phải đợi thôi. Không biết là, nói chung là vẫn là một cái dấu hỏi là liệu rằng là 11 tháng 5 hay là 24 tháng 5 đây. Nhiều nhưng bây giờ mình lại cần Zinix cơ. Ok, Zinix 2 sao mọi người, bán Zinix 2 sao lên, Zinix 2 sao luôn nha. Cái này thì nhiều anh em cầm Zinix rất là nhiều luôn. Cái Jerry à, Jerry thì bán cọc key đi. Mình vẫn đang muốn có 5 ngoại binh để hack một chút lợi tức. Lâu lâu được 5 vàng một chút thì cũng khá là ổn rồi.
vãi nổi thật nhỉ. Di tích vệ sĩ cuồng đao huyết kiếm khá là gắt. Đội hình mà kiểu mọi người biết không, đội hình liên quan tới kiểu là đội hình vệ sĩ, đội hình kiểu liên quan đến kiểu lên xạ, mọi người đội hình lên xạ mà chỉ có thêm một cái trang bị cuồng đao thôi thì trong tướng đó sẽ dùng tốc đánh cực kỳ nhanh mọi người nhá. Bởi vì với cả khi mà nó đúc bồ đòn đánh lên ấy thì nó sẽ khá là bá, với khả năng đó chính là tốc đánh dồn lên vô cực. Mình cũng lắp cho dưới được một cái cuồng đao rồi mà giết mình chưa đủ đồ, cái này trang bị mình hơi hiếm á. Xíu nữa chắc mình sẽ đổi trang bị của con ngầm lăng cho Zeric hoặc là cho con Jerry cầm đi, để cái khả năng sốc gọi là xuyên giáp của nó, phá giáp của đội hình mình sẽ tăng cao hơn. Mọi người xem video cho mình một đăng ký kênh và bật like video mọi người nhé, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và có ý tưởng gì hãy comment ở dưới, mình sẽ cố gắng hoàn thiện ý tưởng đó cho anh em xem nha. Mình phải run mọi người, mình phải run thôi, bởi vì sao? Game này thì thực sự là mình không cần 5 người binh đâu. Vẫn 5 người binh này, bây giờ thì để xem nào. Jin X, uầy, Galo 2 sao. Zeke của mình thì mới một trang bị thôi nên nó hơi yếu. Hay quá, Zeke nhảy rồi. Đủ ăn CC lâu vậy ta. Ui, hai Galio luôn à. Sau Sigma quái và trứng vàng nữa. Quái nổi vậy ta. Căng thế nhở. Bây giờ mình chuyển các bảo tăng xuất hiện các bảo tạc thôi. MB xem sờ BB này ngắt lắm. Mình sẽ lắp này đi. Người lốc thì mình sẽ cho lốc ai đây? Xem nào, đối thủ này đây. Lucian đi. Mình đang có khu đồ hiệu ở cái mức này và mình sẽ có thể run được. Không biết có thể run được vì từ 5 vàng 3 sao hay không. Đầu tiên có phải giữ máu cái đó. Giữ máu cho chắc ăn đó mọi người, không khéo chết sớm ấy. Chết sớm mọi người, khéo chết sớm ha. Nên là phải giữ máu, lượng máu cẩn thận, chứ không thì game này mình sẽ cút sớm luôn. Ấy da, hay quá. Một sắc ma thuật đó là bá vậy. Găng đỏ tặc bây giờ thì cho nào hợp lý đấy. Mình đã cho dây xin mất cái này rồi. Tiếc thế nhở. Mình đã cho Jerry có mất cầm mất cái trang bị kia rồi. Găng này thì bây giờ Zeric này. Zeric của mình có một trang bị thôi, nó hơi đuối. Galo 2 sao. Jerry được bắn. Tắp Ken nuốt Zeric, nuốt. À ok. Hay quá, win rồi mọi người. Một trang bị nữa. Để xem này có phải găng bảo thạch hay không, hoặc là một cái trang bị cuồng đao cũng được ha. Cho Jerry cuồng đao luôn, nó bắn cho nó khét mọi người ạ. Game này thì mình đang cố gắng giữ lượng máu ổn để có thể comeback. Có một số sắc ma thuật như thế kia thì cũng khá là ổn mọi người nhá. Số sắc ma thuật khá là ổn, bởi vì đôi khi một nhấp thì nó cũng thể giúp cho mình có ba vị tướng luôn. Mình sẽ lấy trang bị là chính là bàn tay công lý cho Zeric luôn mọi người nhá. Lấy bàn tay công lý Zeric này, lấy luôn này. Vừa có 5 vàng lại vừa có một trang bị hồi phục cho Zeric nữa là khá là tuyệt. Ông này đang cầm tận 3 Zeric này, 2 Galio vé trúng thưởng, không có kinh nghiệm. Ông này level 10 rồi mọi người ạ. Ông này là ông nào nhỉ? Bicebuck ai à. Level 9 thôi, chứ up level 10 người ạ. Vẫn chưa đủ lượng kinh nghiệm để up level 10. Một cái thú tượng thạch giáp mọi người, bá quá, ngon. Jin X này. Ron.
mình sẽ thay thế con găng bờ lăng, găng bờ lăng kia cho con tường, đó chính là con cho Jerry cầm người nhá. Jerry cầm sẽ bá đạo hơn so với là con găng bờ lăng cầm. Găng bờ lăng cầm nó bắn hơi đuối. Chết rồi, chó gắt 3 sao. Ôi ghê vậy, Rexai 3 chó gắt 3 luôn. Tiêu dùng thông minh, xung quanh bác quái. Mai sao có một cái mình đang có lõi con lung chảy, có mấy cả là cung xanh nữa, nên là bắn mấy ông đấu sĩ khá là đau. Ok, cố gắng top 1 nào. Dây si thì mình đang có Ron tận 5 con dây si rồi. Top 1 thì không cầm dây si, top 2 thì cũng vậy đúng không? Top 2 có con Zirik giáp này ảo quá ha. May sao thì mình có cung xanh và có dây khổng lồ còn cầm với cả dao điện nữa thì cũng giúp một phần nào đó khá là gắt. Ron thôi mọi người, phải Ron. Mình còn tổng cộng, ai à, còn con này à, con này có vẻ nhìn hơi phế vật đúng không? Hai máu à? Hai máu thì không có gì đặc biệt cả, cũng cầm dây si đây. Mình đang phân vân là nên bây giờ là mình ron để kiếm một con nữa là chính là con cọc khi mọi người. Kiếm cọc khi để cho vào thay thế con Shizuani này. Rồi là một trang bị đồ nữa. Cùng đao. Một cái trang bị gì đây? Nó là một nước mắt mọi người ạ, à. Mình có thể lắp thành một trang bị quyền trợ thiên thần. Anh em vẫn còn khá là ít máu. Đội hình của mình thì mình đang cố gắng để giành top 1 là chính thôi. Trước game này thì nếu mà để có thể một vị tướng 5 vàng 3 sao thì nhân phẩm phải cao lắm cơ. Ui trang bị kìa. Trang bị kìa mọi người ơi, trang bị kìa. Anh em thể thấy trang bị của mình không ạ? Hai cái trang bị dây chuyền chuộc tội luôn. Hai dây chuyền tội à? Top 1 cầm dây si ông ta, top 1 không cầm này, top này ông này cũng không cầm dây si đúng không? Ông này, ok vậy là mình có thể chỉ cần ra thêm hàng hai dây si thôi là mình sẽ dùng xuất sắc ma thuật và dây si mọi người nhá. Chỉ ra một con dây si thôi mình sẽ xuất sắc ma thuật luôn. What the fuck? Liệu có đang có thể gặp Tam Ken 3 không? 37 máu. Lốp Zinic cầm mọi người nhá, mình lốp Zinic rồi. Jerry cầm dao điện với cả cung xanh thì bắn sẽ khá khét. Ôi, ăn CC rồi. Hay sao Zinic nhảy rồi mọi người? Nhảy, tất cả cũng nhảy, 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 nhảy lên nào, nhảy lên bạn ơi. Xin thì tiếp vào top 1 nào. Nào Tam Ken. Hai series luôn à? Nhưng mà quá muộn rồi. Một Tam Ken hoặc là mấy con tay xin nữa mình sẽ dùng xúc sắc luôn. Rồi tay xin rồi. Mình đang phân vân giữa dùng xúc sắc và dây si là Tam Ken đây. Ôi vãi luyện anh em ạ, à, không ra luôn. Hỏng cái bánh kẹo rồi. 14 máu thì sao, Zik 2 sao, Victor, V. Slop Zik lên mọi người ạ. Ron không ra cọc kia ta, cọc kia cho vào một con Tam Ken lên 3 mọi người nhá. Một bé Tam Ken sẽ lên 3 sao. Này không, này có cái lõi đó chính là kiểu lung chảy khiến cho đội hình của mình nó giết con bò cực nhanh luôn. Rồi giết nhảy Victor kẻ hay quá. Chết luôn chưa? Chết luôn rồi mọi người, ông này có khuyến mạch nghiệm level 10 rồi, lối đi riêng nữa. Tam Ken vẫn chưa ra mọi người ơi, còn hai người chơi nữa. Chó gắt 3 sao nãy giờ mình chưa gặp. Chó gắt 3 sao gặp gì cũng tắt điện luôn rồi. Vẫn chưa chết mà nhà vẫn sẽ còn một round nữa. Hiểm ra đi chợ sẽ có Tam Ken và mình sẽ
bắt để cho lên 3 sao luôn. Cũng đen ghê. Ron mình dùng xúc sắc vào con Tam Ken nó không lên được 3 mọi người ạ. Nó không ra thêm con nào nữa. Bây giờ thì để xem nào. Một đối thủ người chơi cuối cùng nữa thôi. Ông này thì đang có Zidik 2 Galio. Ây da, bạn nào mọi người ơi, gặp bạn nào mọi người ạ, hay quá. Nhưng mà ông này gặp bạn là rượt bản trio của mình. Ây da, Tam Ken 3 sao mọi người này. Tam Ken 3 sao luôn rồi, hay quá. Ông này win đi bạn ơi, đừng có thua nha. Cố lên Zidik ơi, cố lên Galio ơi. Đừng thua. Chết luôn rồi, chào mọi người, hẹn lại ở những video sau. Quá đen, bye bye mọi người, tạm biệt.